Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và mình là Kiều Trinh. Và ngày hôm nay thì mình quay trở lại với video unbox hàng tuần. Tồn kho một đống video và mình sẽ cố gắng làm dần cho mọi người. Và ngày đầu tiên mình nhận được thì đó chính là một chiếc áo. Thì chiếc áo này bạn nào mà đã xem video phối đồ của mình trong tháng 10 à không, cuối tháng 9 vừa rồi thì đã biết rồi. Đây là một chiếc áo cardigan mà rất rất là đẹp. Chất vải của nó vô cùng thích luôn. Mình mua trên Lazada. Khá là khuyên mọi người nên mua em áo này. Và đơn hàng tiếp theo thì sẽ là hai cái đồng hồ mà cái video trước mình đã nói rồi ấy, thì mình mua tặng sinh nhật 5 bạn nữ trong tháng 9, 5 cái đồng hồ mua giống nhau nhưng mà chia thành hai đơn nên là hôm nay cái đơn này nó mới về. Và đơn hàng tiếp theo mình nhận được thì là mấy cái đồ gọi là đồ gì ta, gia dụng linh tinh à, có vài cái cốc này, có hai cái cốc này, gọi là mấy cái giá để mình treo những cái mặc phụ kiện như là vòng cổ các thứ lên ý. Cái giá này mình thấy mọi người treo lên trông rất là ok, nhìn nó sẽ đỡ bị rối các phụ kiện của mình lại. Với cả mình có một cái hộp thuốc mini nữa để khi mà mình đi về nhà này, đi du lịch các thứ thì mình có thể để những cái viên mà thực phẩm chức năng của mình ở trong này để mang đi, đỡ phải mang đi mỗi cái hộp thực phẩm chức năng thì nó rất là to ấy. Tiếp theo sang ngày thứ hai thì mình có một đơn hàng mà mình đã chờ đợi rất rất lâu rồi. Hai đôi xăng đan trong này mình phải đặt đến đơn thứ ba, đơn thứ tư. Cái shop này nó mới ship cho mình ý. Thật là may là mình đã có thể mua được cả hai đôi mà mình thích là màu đen với cả màu kem này. Thực sự là mọi người mà bây giờ là mùa đông rồi nhưng mà mình vẫn muốn mua xăng đan tại vì nó quá đẹp. Xăng đan này thì sẽ hợp với những bạn nào mà đang ở cái thời tiết là mùa hè hơn. Tiếp theo thì mình có một đôi giày mà mình không biết gọi đây là đôi giày gì nhưng mà trông nó cũng trông cái rùa, trông nó hay hay thì mình cũng đã quyết định mua. Có thêm một chiếc quần đùi nữa. Cái này thì mình đợt ho, cái video qua ho ngày hôm qua ấy thì cũng đã quay rồi, chắc mọi người đã biết rồi. Chiếc quần rất là chất lượng. I can't forget that I was here. I was here. Boxes on boxes you'd call worthless stuff. But I get a glow each time I go open it up. If memory's a treasure, trying to be a billionaire. I fear I'd fall apart to lose the things that form my heart that prove that I was here. Your grace is my defense. Và sang ngày thứ ba thì mình có một đơn hàng mà cái này mình đã bật mí trong video daily vlog rồi. Đấy, quay từ 21 tháng 9 mà bây giờ mình có thể quay được vào cái haul này cho mọi người xem. Thì là album của Jennie với cả của Blackpink. Album này là từ album màu hồng của cái của Jennie này thì có bạn comment là chỉ là photobook thôi. Nhưng mà mình tìm tất cả ở trên kiểu Shopee các thứ ấy, thì mình thấy là shop nào nó bán như thế này thì mình không biết đây gọi là đủ album chưa hay là chỉ là cái photobook thôi. Nhưng mà nó vẫn có đĩa CD bình thường này nha mọi người. Giá cái album này thì khá là rẻ, khoảng hơn 300.000. Còn cái album từ album của Blackpink thì siêu cấp đẹp luôn. Nó có rất 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 nhiều thứ bên trong để mọi người có thể khám phá và ngắm các chị đẹp. Cái list bài hát trong cái album này cũng đỉnh nhất luôn ý mọi người.
rất là nên mua cái album này. Đơn hàng tiếp theo mình nhận được đó chính là một cái kệ để iMac của mình, với cả một cái đấy gọi là cái túi. Một cái túi để mình để những cái như là ổ cứng này, thẻ nhớ các thứ linh tinh của mình ở trong đấy cho nó đỡ bị linh tinh. Cái giá để iMac này mình thấy mấy bạn ở trên YouTube hay quay iMac hay là các thứ máy tính ý, thì các bạn luôn có một cái giá để xong rồi cảm giác trông nó gọn hơn, nên là mình cũng đã quyết định mua một cái. Thứ tư thì đơn hàng đầu tiên mình nhận được đó chính là ba đôi tất mà mình mua trên Lazada, ba đôi tất siêu xinh, và giá mấy đôi tất mình mua khá là rẻ so với cái shop mà trước mình mua Shopee á, nên là mọi người có thể tham khảo cái shop này nha. Hàng tiếp theo mình nhận được thì đó chính là chiếc quần này trông rất là hay. Mình thì không hẳn là vừa eo được chiếc quần này, nhưng mà mình sẽ cố gắng giảm cân để mặc nó mọi người ạ, tại vì trông nó xinh cực, nhất là khi mà mọi người nhìn đường sau ấy, tại vì nó có cái phần chun cái dây nó bó cái quần lại, trông cái dáng quần nó hay hơn và lạ hơn so với những chiếc quần bò mà mình đã từng có. Là hai đôi boots. Cái đôi boots này thì mình đã có một đôi màu trắng rồi, nhưng cái đấy là mình order Instagram và mình không thể nào tìm được Shopee hay là Lazada nào có bán được cái đôi boots đấy, mặc dù mọi người hỏi mình rất nhiều, nhưng mà thật là may, tự nhiên một ngày dạo quanh Lazada của mình đã tìm được mọi người ạ. Thế là mình book luôn thêm hai màu về, tại vì mình quá thích cái dáng của đôi này, cực kỳ hách chiều cao luôn nha. Đôi màu trắng cũng đẹp, màu nâu cũng đẹp, đẹp luôn. I'm used to flying solo, solo, solo. I'm in trouble now, I'm in trouble now. Now I'm singing like ooh la 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 la. Và đơn hàng tiếp theo mình nhận được thì là những thỏi son nội địa Trung. Cái shop mình mua thì là cái shop mà mình chuyên mua đồ nội địa Trung ở đây, tại vì ở đây có rất là đa dạng đồ luôn. Mình có mua được 4 cây son với cả một cái tip kem tay. Vẫn là mua kem tay để làm video mọi người ạ, nhưng mà chưa biết là bao giờ được làm xong, tại vì là mình cần khá là nhiều thời gian để test. Những màu son này thì hình như là hầu hết là son bóng mọi người, và nó kiểu siêu cấp đỉnh cao luôn, nhất là cái dòng son Choi Y. Đây, cái dòng son mình đang soát thì mình không biết gọi tên cái dòng son này, nhưng mà cực kỳ đẹp, cực kỳ khuyên mọi người nên mua nha. Chúng ta đã sang ngày thứ 5 rồi. Đơn đầu tiên của mình thì đó chính là sữa rửa mặt của nhà Kiehl. Mình săn sale ở trên Lazada. Khi mà mình mua cái này thì mình đã được sale giá khá là tốt rồi, mà xong lại còn được tặng thêm cái chai toner mini này, xong rồi cái hũ kem dưỡng mini, xong rồi một số những cái sample khác, mua rất là hời luôn. Replay your smile over and over. How your hair fell on your shoulder.
tiếp theo của Lazada mình nhận được thì đó chính là tất tiếp mọi người ơi, tất và mũ. Cái mũ đen caro này mình thấy dạo gần đây khá là hot. Thế là mình mua thêm 3 cái tất hoặc tiếp caro nữa. Không biết là dùng đến không nhưng mà cứ mua đi, tại vì mình cứ sợ là có một ngày nào đấy mình sẽ dùng đến những cái màu như thế này. Và sang ngày thứ 6 thì mình đầu tiên mình có nhận được một chiếc quần bò. Chiếc quần bò này thì cái phần dưới thì nó cũng không có gì đặc biệt khác so với những chiếc quần bò khác, nhưng mà phần trên, cái phần eo của nó ấy, thì nó có cái phần dây buộc nên trông nó cũng hay, nên là mình đã quyết định mua. Chất vải thì mình đánh giá ở mức bình thường, nó không có gì quá xuất sắc hay là đặc biệt đâu. Đơn hàng tiếp theo mình nhận được thì đó chính là Haike. Thì mình có mua một cái hũ mặt nạ tóc của Moroccan Oil với cả mua No 3 và No 0 của Olaf Black. Cái No 0 video unbox trước mình đã unbox rồi, mình dùng gần hết rồi, cái đấy dùng rất là thích. Và hai cái này kết hợp cùng với nhau thì là best luôn, nên là mình đã mua cả hai về. Cái mặt nạ của Moroccan Oil mình cũng dùng rồi, thích lắm mọi người ơi. Nên là bạn nào mà nhuộm tóc, tẩy tóc nhiều như mình thì nên mua những cái sản phẩm hỗ trợ phục hồi tóc như thế này nhá. Và cuối cùng chúng ta cũng đến ngày thứ 7. Có vẻ là cái video này khá là nhiều đồ đây. Thì đầu tiên mình sẽ có đơn hàng là hai cái body mist của nhà Victoria. Cái này thì là size mini thôi. Mình đã khá là khó khăn để kiếm cái size mini ở trên Shopee ấy, tại vì mình có rất rất nhiều body mist. Đồ hoa mình cũng nhiều ấy, mà mình mua chỉ để là về để review thôi. Và cái body mist này rất rất là thơm. Và đơn hàng cuối cùng mình nhận được đó chính là một đơn hàng của một cái shop ở trên Shopee. Ngày trước mình cũng đã mua đồ ở shop này rồi. Shop này thì kiểu chuyên đồ Nga, Pháp, nói chung là ở châu Âu ấy mọi người. Đa số là những cái đồ dark store giá khá là hợp lý. Mình có mua một cái dung dịch vệ sinh phụ nữ này, mua một cái kem tay. Cái kem tay này mình có rồi mà mình tưởng là mình mất, thế là mình lại mua. Tiếp theo thì mình mua một cái xịt khử mùi của nhà Garnier. Cái này rất là thơm và cái xịt của nó rất là hay, nó đầu tròn. Và cuối cùng thì có một cái cạo lông. Cái cạo lông này trời ơi không bao giờ bị chảy máu đâu nha mọi người, nên là cực kỳ khuyên mọi người nên mua cái cạo lông này. Và vậy là vừa rồi mình đã unbox hết cho mọi người đồ mình nhận được trong một tuần. Và link thông tin sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.